Đẹp không anh em? Đây là Genesis Cốp 2 cửa thể thao đời 2009 Turbo. Anh em nào có những dòng xe này anh em mình bán, liên hệ cho em Thịnh. Em Thịnh thích những cái dòng xe này lắm, tại vì giá nó rẻ mà chạy nhìn nó hay, và cái form nó đẹp, không bao giờ lỗi thời. Xe mới tiền tỷ mà bây giờ có nhiêu đông, đang bán có 340. Anh em đưa 290 triệu lấy xe này về cho nợ lại 50 triệu, không lấy 1.000 lãi anh em ha. Đây là Genesis Cốp 2 cửa thể thao đời 2009 nhập Hàn Quốc. Đó, dẫn động cầu sau, turbo, đạp là dính lưng luôn, cảm biến ABS đầy đủ, hai cửa ghế điện, màn hình đầy đủ đó, về đi hơn chị nha, 5 chỗ ngồi nha. Chất xe đẹp, kính không xương, cửa nóc nữa nè. Đang để cho anh em mình giá có 34 thôi. Anh em nào không đủ tiền thì đưa 290 lấy xe về. Xe thì bên Thịnh rất là nhiều, rất là đông, tha hồ anh em lựa chọn lấy thử chạy thử. Anh chị cứ qua lựa chọn lấy thử chạy thử vô tư nha. Thịnh Bến Tre có nhiều xe, nơi giao lưu cho đỡ mua bán với bà con, đặc biệt cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ. Anh em quan tâm alo cho em qua số 0866 678 971, 0834 33 3371. Cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký, bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre nha. Em cảm ơn nhiều.